ワンピース海賊武装3アウ。ルフィたちの冒険を体験できるぜ。OK và hello, chào tất cả mọi người, đặc biệt là fan của mình, và chào mừng tất cả đã trở lại với Valentine Channel. Và mình sẽ chơi con One Piece Pirate qua giờ nhé. Tập này thì vẫn vậy, tại vì lúc phải có thêm cả Mako Crocodile, mà vẫn là Luffy thôi. Là Luffy của mình mạnh nhất trong đám này mà. Tập này thì vẫn bị chia cắt, thì vẫn tiếp tục lên cái đường cứu của ai. Ê. Ivankov, it is time. Tàu đây là tàu của râu trắng Moby Dick. OK. Tôi yêu thương con trai. Phải đem đứa con trai của tôi trở về an toàn. Cứ đợi đó đi ai. Bố già. Ổng ăn cái trái gọi là trái gì ta? Trái chấn động. Ổng đấm vô khoảng không cái là cây chấn động luôn. Đây là ba thằng đô đốc. Đô đốc là mạnh tạm thời. Ba thằng đô đốc tạm thời thôi. Sau khi mà thằng Akainu nó lên làm đô đốc, hỷ sư đô đốc ấy, thì là nó sẽ phân ra thêm hình như là hai vị đô đốc mới lên. Lúc này Kurokodai nó tính giết đồ trắng nhưng mà mình cản lại, Luffy cản lại. Tôi sẽ cứu ai. Nhất định là phải cứu cho bằng được ai. Trận này thì có râu trắng theo mình, Mr. Tree, Marco, Buggy nữa. Takagi chứ. Mới vô đã đụng tới Takagi rồi. Ta CV với mình cái đọc lộn tên nhỏ này mà. Hay. Ép nó vừa góc. Mày. Ừ.
tiếp tục đi nào. Có đồ trắng đã thì. Ôi ổng giọng một cái là cái tụi kia chết hết luôn á. Ổng mạnh đến cỡ đó luôn. Gọi Marco thử rồi phối hợp với Marco rồi. Ok, có chấm hỏi rồi, mình ra đó mình coi rồi. Lấy cái kho báu ẩn. À, Hancock. Boa, Hancock. Hancock sao đánh mình được. Mày. Hancock là trong cái tập này là nó cứu mình luôn á. Lúc mà mình bị xì mót nó đánh ấy, xong rồi hai cấp cứu luôn ấy. Chắc xì mót trong này nè. Ra thăm hỏi xì mót tí. Đấy mót cơ đấy. Hàn Quốc, có phải người ở trong thóc của hải không? Im đi. Ta chỉ theo tiếng gọi của tình yêu thôi. Không biết hành cốc vô tìm được. Tại có hành cốc thì mạnh hơn cả bơ ghi với lại hành mít tự truy nữa. Xì mót rồi. Bật ghi chu lên đánh. Mày. Chưởng luôn. Vậy là hai cốc không đi theo mình rồi. Anh cốc là chỉ giúp mình thôi chứ chẳng có vô chung tiền. Phải đập này để mở cửa. Ok, anh vô đây còn quẩy luôn. Mày. À, mấy thằng đó là mấy thằng ấy thôi, mấy thằng tướng chết rồi cũng chẳng. Mi hao. Bơ ghi đâu, bơ ghi. Ờ đúng rồi. Chỗ đó khóa rồi. Lúc này cũng khóa rồi. Bây
là mình phải mở cái chỗ kia, có hai thằng ở dưới. Sao đường cứu ai trong gai ấy. Ở kia, ở dưới kia đang đánh nhau rồi, chắc mình phải xuống dưới mình tiếp thôi. Cái đó nó không ổn. Xuống hai, hạ hai thằng dưới này. Xong. Tại sao ở đây nó lại có cái đường mồ ấy thôi? Chẳng lẽ là Mihao nó đánh hả? Xong rồi mà, mình bảo vệ được rồi mà. Cái chỗ kia là hầm Mi Hao á. Đây đây. Vô cư. À, vô cư chặn được cái đầu tấn công của Mi Hao. Đúng rồi. Vô mình phải dẹp lại cái này. Thôi. Đã bắn gì? Mày. Kết cô Moria nữa kìa. Bây giờ phải đập cỡ quân đoàn zombie nữa. Nhanh 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 nhanh. Nện cỡ quân đoàn zombie. Chữ kêu luôn cho nó lẹ. Tại vì mấy này nó yếu mà. Đấy, nhanh gọn rồi lẹ. Rồi Mihao rồi, Mihao ở bên kia. Giờ sao qua, đóng cửa hết rồi mà. Đấy, vô cư tiếp tục đỡ đòn của Mihao. Qua đây. Qua đây chơi nào. Kizaru xuống à. À, Mihao bắt đầu di chuyển rồi. Đợi Mihao mới được. Tomara mo ittoku. Phải giết hàng kia rồi để cho mi, để cho hàng vô cư nó xuống, nó chặn lại cái đầu tấn công của Mihao. Mày heo. Còn thằng nữa, nhanh nhanh nhanh. Mày. Bùng. Eo.
dân cư tới rồi. Bị hao đánh đâu cũng đỡ được à. Đấy, đoàn thứ ba rồi. Nhớ là hình như là 4 chiếc tàu Moby Dick, cho nên là chắc chắn sẽ có đoàn thứ tư. Cũng chẳng chắc lắm. Dư vô rồi nè. Lúc này là thằng Akanu nó xuống nó gây mâu thuẫn nội bộ mà. Mở cửa. Đấy, anh phải vào anh náo loạn chỗ này. Nó bị hào bước xuống rồi. Bị hào đâu? Ghê ghê. Bị hào mình từng hạ lần rồi. Xong luôn. Một combo. Dập mặt. Bị hao đâu đánh được. Mở cửa ra. Tại sao lại không mở cửa? Đấy, mở cửa rồi. À, lúc này là nó nâng cái pháo đài phòng thủ lên. No. Núi lửa phun trào. Được. Những cái chỗ đó nó bị chặn đường rồi. Nó quyết tâm là không cho mình nãy. Ưu chiêu mới hả? Mới tờ truy ao. À, lúc này là Mr. Tree đi kiểu như là nó đi trốn hay sao á. À, chim bèo vô lội rồi. Mr. Tree nó đi trốn nhưng mà nó trốn làm sao mà nó ra cái chỗ của mấy thằng đạo phủ luôn. Có chim bèo trong team. Mày Kizaru xuống đây. Kizaru cũng nện được nó à. Bây giờ là hải quân nó bắt đầu nó khai hỏa cái pháo đài kìa. Gì ai? Cú ai? À, ở đây là thằng boss nè. Moria. Moria bình thường thôi. Mày
Trời ơi, râu trắng nè. Moria đã thua trận. Ok, giờ mình phải tiêu diệt mấy thằng ấy thôi. Hủy diệt cả binh đoàn zombie của Moria nữa. Doflamingo. Nani ga okashii ka tte? Kono jidai no mannaka ni iru kanji sa. Shimatta! Omaera, ore kara hanareru! Yamero! Doflamingo! Kaizoku ga aku, kaigun ga seigi. Sonna mono wa ikura demo nurikaerarete kita. Doflamingo nó khiến cho quân mình là phải đánh nhau á, tại vì nó là trái tơ mà. Nó làm cho mấy thằng này như là con rối á, đánh nhau. Không biết mình có cần giết Doflamingo không? Kệ, cứ giết Doflamingo trước đi. Không phải giết mà hạ gục. Đổi sang chim bé. Doflamingo ở trọng. Có thì mình sẽ thử Doflamingo. Kim Bell rồi. Giúp quân đội mình tí đã, xong rồi ra thử Doflamingo. Không. Xong, xử lẹ. Giờ tới bên kia được rồi. Có ghi hả? Sao hàng nào cũng in trouble hết vậy? Tìm ơi là tìm. Có mình nói bên này chứ. À, rồi mình nó đánh với Kizaru chứ. Ảo. Buggy là đi solo với ấy Kizaru. Rồi nó nảy né kêu rồi. Rồi mình chưa có haki nên kết thúc đó mình chưa đánh được nó đâu. Không biết cái này đánh được không? Mình nhảy.
chạy rồi. Đấy, Kizaru cũng mới thua mà. Cái ván này nó chỉ cho phối với lại ba đứa thôi. Vô đây thử Doflamingo. Mingo. Cười. Cười. Còn Mingo khỏe thiệt. Mày. Mày là Mingo. Nói thiệt thì trong phim Doflamingo cũng khỏe lắm chứ không thể là hạng khỏe. Chết ngay. Gần xong hết rồi. Xong hết luôn rồi. Chẳng còn cái gì để đánh nữa. Có gì vậy? Đã phải đi dịch. Không biết mình có phần phải tới kia không? Chắc là mình phải tới kia rồi. Ở tại mình là nhân vật quan trọng mà. Đúng rồi, khúc này là Jim Bell sẽ đẩy mình. Đẩy mình bằng cái tình chiêu mà khuấy nước. Tao tới để mang A về. Trả A lại đây. Cái solo với Aoki rồi. Aoki nè. Cá thốn đấy. Mày. Quay. Thứ. Rồi sao Aoki khỏe vậy? Nó đóng băng gì nữa. Aoki dáng này khỏe quá. Nó ở trong cái dạng Haki mà mình đánh không có được. Tức ghê. Nó chuyển thành dạng người rồi thì mới đánh được. Cái Gichu chưa phải là Haki nữa.
俺はそこを守ろう。どいてくれるか。お前らが死の道を選ぶ。仕方ねえよな。はい。はい。どう？Hồi mình nãy giờ mình chi chi kêu cũng là quá trời rồi mà vẫn chẳng thấm gì nữa hả? Giỡn hả? Mày xỉn xỉn mày điên rồi mày xỉn là mày chết chín kêu khuyến mãi cho mày luôn bật ghi chu lên khuyến mãi cho mày chịu cuối luôn Ê Đô kiêu đa kê já nê Mugiwara no Luffy力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。あい、どんま、あい。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなしてみる。息はあんの？麦わらボーイ。岩ちゃん。言わんこ。Thả tay ra ông già. Cái ta mô đủ vun yết ta. Thế ở thế ô. Hãy. Ê. Ra nè. Sona chí kán nè ô. Chá mà sưng nà. Ace là. Ace là. Không còn thời gian đâu. Tránh ra đi. Ai chính là người anh độc nhất của ta. Người ta bắt buộc phải cứu ai. Ozaku dake no isei no katamari wakaku uzama sou baka suki da ze. Hết rồi. Vậy chắc tập này kiểu như là đến giờ tôi nói sao cho Bao cô có trong đấy. Bo anh cốc thì mình có lâu rồi. Cái chế độ mà chơi tự do cơ. Chứ chế độ cốt truyện không có. Cái này kiểu như là ở ngoài thôi mình đánh vô chế trong thôi, cái khúc này mới là bên trong nè. Đó, khúc này mới là đánh vô tới bên trong. Và video này cũng chỉ tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ like và share để cho mọi người biết về mình nhiều hơn nha. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký. Một cái đăng ký không có tốn gì đâu, cứ bấm đi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.